Tây Ninh với núi cao, hồ rộng, sông dài là vùng đất địa linh nhân kiệt. Có thể nói vùng đất này là thủ phủ tâm linh của vùng Đông Nam Bộ, nơi có núi Bà Đen với tín ngưỡng thờ mẫu độc đáo, mỗi năm thu hút hàng triệu khách hành hương quy tụ về chiêm bái. Mến chào quý vị và các bạn đang đến với tạp chí du lịch ẩm thực Tây Ninh Mê Say. Hiện tại Tấn Ngà đang có mặt tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm thì Tây Ninh thu hút khoảng 3 triệu lượt khách du lịch, trong đó có rất nhiều vị khách hành hương đến với ngọn núi Bà Đen. Vậy điều gì đã thu hút các du khách trên mọi miền cả nước đến với ngọn núi cao nhất miền Nam này? Là những danh lam thắng cảnh, những câu chuyện truyền thuyết hay những giá trị tâm linh ẩn chứa trên ngọn núi này? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Tấn Ngà khám phá ngay bây giờ nha. Và các bạn, hệ thống đền chùa đầu tiên của núi Bà Đen được các thiền sư của phái Liễu Quán xây dựng vào giữa thế kỷ 18. Vào năm Nhâm Thân, tức là năm 1871, thì tổ Phước Chí cho xây dựng chùa Phước Lâm bên cạnh dòng sông chảy ngang qua ấp Vĩnh Xuân để khách hành hương có thể ghé thăm chùa trước khi lên núi. Thưa quý vị và các bạn, từ chân núi lên Điện Bà thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là đi cáp treo. Cách thứ hai là leo bộ những bậc thang đá như thế này. Như quý vị cũng đã thấy thì những bậc thang đá rêu phong đã in dấu chân của hàng triệu du khách mỗi năm. Và ngày hôm nay Tấn Ngà và rất là nhiều du khách khác chọn cách leo bộ như thế này để thử sức mình.
hai cột đá xanh được tạc từ thời Tổ Tâm Hòa năm 1919 ở Tiền Đường. Mỗi cột cao 4,5m, đường kính 0,45m, chạm hình rồng uốn lượn rất đẹp. Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm của hệ thống đền chùa ở núi Bà Đen chính là đây. Một ngôi đền hang động chỉ rộng khoảng 5m² mà thôi, nhưng mà mỗi năm ở đây có hàng ngàn người chen chân để có thể được cầu nguyện và chiêm bái. Tấn Ngà nghe nói thì mọi người đến đây để có thể cầu may mắn, nè, cầu sức khỏe, cầu cho gia đình, cầu mua bán suôn sẻ và đặc biệt là cầu tình duyên và cầu tự nữa. Thì Tấn Ngà đang rất là tò mò và muốn vào bên trong để có thể cầu cho mình một mối duyên tốt lành và bền lâu. Đơn sơ, giản dị như chùa Linh Sơn Tiên Thạch và điện bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Thế nhưng với những giá trị tâm linh cao cả, hàng năm đã thu hút biết bao nhiêu khách hành hương vượt núi trèo non đến chiêm bái và cầu nguyện. Tây Ninh vừa có thêm một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đó là lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu diễn ra từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 5 âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội quan trọng với nhiều lễ nghi dân gian đặc sắc như lễ hưng tác, lễ niệm hương khai chung bản, lễ kinh nhiễu đàn, múa sơn tiền và mâm vàng múa bóng. Hàng năm, lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài tỉnh về hành hương, lễ bái tham quan. Và không chỉ có thế, núi Bà cùng tín ngưỡng thờ Bà Đen đã trở thành tâm điểm của cả một khu du lịch tầm cỡ quốc gia, khu du lịch núi Bà.